bác nhá. Hôm nay là thứ sáu thì em cũng lên một clip, đó là em test cho các bác nghe tiếng máy cái con cưa. Bác xem rõ nhá. Đây chính là con cưa Hitachi này. Cưa Hitachi CS340. Đây xem nào. Đây. Hitachi 340 AV. Đấy, đây là số series của máy này. Đấy, các bác nhìn rõ không? Đấy. Con cưa trông rất là chắc chắn. Các bác nhá. Sử dụng chế One Pro này. Công suất của nó là 35cc à 34cc. Rất thích hợp cho các bác cưa gia đình đấy. Nam của nó dài 4 tấc các bác nhá. Đấy, 4 tấc này. Đấy. Đây là một những phân khúc cưa gia đình các bác nhá. Hitachi là một cái cưa rất là nổi tiếng của Nhật. Cái dòng cưa Hitachi rất là dùng rất là bền nha các bác nhá. Rất là nồi đồng cối đá đấy. Sau đây em sẽ test máy, test cho các bác nghe tiếng máy này. Rồi là xem nhớt này. Tiếp lại cho Quang này. Cưa rất là ngon, nhớt nhước ra đầy đủ. Đấy, một phân khúc cưa gia đình cắt rất là ngon bác nhá. Đấy, nói chung là rất là nhạy lẩu các bác nhá. Cái tổng cưa này dùng rất bền, rất là nhạy lẩu. Đấy, lại luôn lần nữa. Như vậy bác nào mà có nhu cầu sử dụng những cái con cưa gia đình này nhá. Cái cưa này thì cắt được tất cả các loại gỗ nhá, bán kính từ 40 đổ về. Đấy nhá, rất thích hợp cắt gia đình thì với cái hồng cưa Tachi, dòng cưa Hitachi này, một dòng cưa rất là bền. Con này cực kỳ nồi đồng cối đá này. Đấy các bác nhìn thấy không? Đã nhìn thấy rất là chắc chắn rồi. Mà công suất tương đối là khỏe nhá, 34cc. Rồi. Vậy thì em báo giá luôn con cưa này nha các bác nhá. Con cưa này là một Hitachi, là một thương hiệu cưa rất là nổi tiếng, được rất nhiều các bà con ưa chuộng đấy. Đấy thì em báo giá con này là 1.400.000 nha các bác nhá. Đấy. Rồi. 1.400.000. Bao ship luôn. Rồi, cảm ơn các bác xem video nhá. Các bác mua cưa thì các bác liên hệ với em theo số là 0973 931442 nhá. Đấy, em là Trung, em ở Hòa Bình. Rồi, cảm ơn các bác xem video.